Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là NH. Thì hôm nay chúng ta sẽ không chơi game, mà hôm nay cũng không làm về server, mà chúng ta sẽ nói về một số vấn đề khi mà chúng ta tạo server. Thì cái vấn đề này mình gặp khá là nhiều rồi, kiểu như là các bạn mình để cái link server xong rồi các bạn tải về, hoặc là các bạn kiểu như coi và làm theo mà không được á, thì nó gặp một số vấn đề. Mà cái vấn đề này mình thường thấy là rất là nhiều người bị luôn, chứ không phải là một hai người bị không đâu. Thì nên là hôm nay mình quyết định tập hợp những cái lỗi đó và sẽ hướng dẫn lại cho mọi người cách sửa như thế nào. Thì cái này chỉ mới là ba cái lỗi thông dụng khi mà các bạn tạo cái server thôi, còn khi mà vào rồi plugin được các kiểu bla bla nữa thì cái đó mình sẽ hướng dẫn sau. Còn bây giờ mình chỉ có ba cái chính thôi. Ok, thì ở đây mình đã có một bài viết về cách sửa lỗi các vấn đề thường gặp khi mà tạo server máy chủ á. Thì ở đây gồm có 3 lỗi và mình đã hướng dẫn khá là chi tiết. Tuy nhiên thì kiểu các bạn sẽ không thích đọc, tại vì mình viết khá là nhiều chữ nên là thì các bạn sẽ không thích đọc cho lắm, cho nên là mình sẽ làm một video hướng dẫn luôn. Còn nếu như các bạn nào muốn thì mình sẽ hướng dẫn sau. Muốn đọc chứ thì các bạn mình sẽ để cái link ở dưới description nha. Ok, thì chúng ta sẽ đến với cái lỗi đầu tiên. Hãy xem đó là lỗi gì nhé. Ok, đến với cái lỗi đầu tiên thì nó sẽ có là lỗi không khởi động được server, tức là không thể tạo được server. Thì ở đây chúng ta gồm có hai file chính, một file là bash và một cái file là Java. Thì sau khi chúng ta tải về và khởi động lên thì nó sẽ báo ngưng ngay lập tức và nó sẽ kêu là ấn nút bất kỳ để tắt, hoặc là có thể là nó sẽ tắt luôn. Ok, thì lỗi này rất là đơn giản, các bạn chỉ việc nhìn vào cái phần error nằm ở đây nè đó. Thì nó ghi là không thể truy cập vào cái file spygot.1283.ra, trong khi đó cái tên của mình là spygot 183. Thì ở đây nó sẽ báo liền là không thể truy cập được. Thì cách sửa lỗi như sau, đó là các bạn đầu tiên tắt các bạn nó đi ha. Sau đó các bạn tìm đến cái file bash này nè, bấm chuột phải, chọn chỉnh sửa hoặc là chỉnh sửa bằng notepad .. này nè, thì cái nào cũng được. Sau đó thì nó sẽ hiện lên một cái này và các bạn chỉ việc chỉnh sửa cái tên này, cái tên trước chữ chấm ra này, sao cho nó giống với cái file này. Thì các bạn có thể bấm chuột phải, chọn đổi tên, xong rồi copy, xong rồi vô đây các bạn bôi đen hết cái này, chuột phải dán đó. Sau đó các bạn chỉ việc lưu nó lại, lưu rồi các bạn bấm tắt nó đi. Cái này phải tắt ở trong này trước, sau đó các bạn sẽ khởi động server lên, đó là nó sẽ khởi động bình thường. Ok, thì đó là cách khắc phục lỗi thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái lỗi thứ hai và hãy xem nó là lỗi gì nhé. Ok, đến với cái lỗi thứ hai thì chúng ta đó có lỗi đó là EULA. Thì mình cũng không biết đọc cái này làm sao để cho đúng nữa, nói chung là mình cứ đọc EULA đi, đừng đọc là BEULA là được rồi. Thì cái lỗi này cũng khá là đơn giản để sửa, nhưng mà cũng khá là nhiều người gặp khi mà mới bắt đầu tạo server. Ok, thì các bạn nó sẽ gồm có khoảng chừng cỡ như đây dòng, và các bạn tập trung vào các bạn tìm hai cái dòng chính là dòng này đó. Thì mình đã có chỉ ở trên cái blog rồi đó, fail to load eula.txt. thì bạn cần phải đồng ý để cho Eula chạy cái server này, thì bấm nó lên sẽ để biết thêm thông tin đó. Ok, và việc của bạn nó là đơn giản, tắt cái này đi, tìm cái file Eula ở đây ha. Sau đó các bạn mở nó lên, mở bằng notepad, click chuột phải, chọn chỉnh sửa hoặc là chỉnh sửa bằng notepad, Rồi sau khi nó lên thì các bạn tìm đến cái phần ok kệ nó đi, tìm đến phần này và các bạn chỉnh sửa chữ phone thành chữ true đây. Sau đó các bạn bấm lưu nó lại, lưu, và sau đó tắt nó đi. Ok, và chứ mở bấm lên thì nó sẽ nó chạy. Đây mình sẽ để cho các bạn xem nha, quá trình này load khá là lâu. Đó rồi đấy, nó bắt đầu nó tạo như thế này rồi ha. Và đó là cách sửa lỗi không chạy allow. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cái lỗi thứ ba xem nó là gì nhé. Ok, đến với cái lỗi thứ ba này, đó là lỗi không kết nối được vào server, và khi kết nối vào nó sẽ ghi là phiên bản chơi không hợp lệ, xin vui lòng khởi động lại game, hoặc là bla bla các kiểu như vậy. Thì trường hợp này là rất nhiều các bạn gặp phải. Đó là lý do là các bạn chưa tắt chế độ online mode. Thì mình sẽ nói sơ về cái online mode, đó là chức năng bảo vệ, gọi là chống các người chơi crack vào server. Thì ở đây chưa có tắt, bây giờ mình sẽ vào thử cho bạn xem. Đó, bây giờ nó sẽ login, xong rồi nó kia là thất bại, để đăng nhập thất bại, phiên bản chơi không hợp lệ, xin vui lòng gọi là khởi động lại trò chơi của bạn. Thì chỉ có những người chơi đã mua game hoặc là đại loại như vậy thì mới có thể kết nối vào, còn lại thì nó sẽ không cho kết nối nữa. Thì cách khắc phục này rất là đơn giản, nó cũng đơn giản như hai cái kia. Đó là như thế nào? Đầu tiên chúng ta cần mở thư mục chứa server lên và các bạn tìm đến cái file server, và nếu như các bạn phải tìm luôn cả cái đuôi của nó nha, tab properties. Thì của mình là mình chọn sẵn cho nó là chạy mặc định là cái notepad rồi, cho nên là nó sẽ hiện cái hình biểu tượng như thế này. Còn nếu không thì nó sẽ biểu tượng giống như cái off này nè, biểu tượng không có gì cả. Ok, sau đó các bạn cũng tương tự mở nó lên và các bạn tìm đến phần online mode nằm ở ngay đây. Đó, ở đây nó đây chữ true nè, chỉ việc bôi đen nó, nhập thành phones. Sau đó các bạn lưu nó lại, rồi lưu, sau đó tắt nó đi. Rồi chúng ta sẽ để qua đây và chúng ta bấm stop, stop nha. Thì nó sẽ lưu một ít, sau đó chúng ta tắt đi và chúng ta khởi động lại game. Và quá trình này mất khoảng vài phút. Ok, vậy là các bạn đã vừa xem xong ba cách sửa lỗi ở cái khi mà tạo server. Thì nếu như các bạn thấy hay, hãy bỏ lại một like và một share. Nếu bạn là người mới, hãy bấm ngay nút subscribe để chờ ngay tập mới cho trên channel của mình. Và đừng quên comment cho mình biết ý kiến của các bạn, và hãy cho mình biết lỗi các bạn thường hay gặp khi mà tạo server hoặc là plugin các kiểu. Thì mình sẽ có thể là sẽ trả lời và hướng dẫn bạn cách sửa luôn, hoặc là mình sẽ làm một cái video mới về cái vấn đề này. Ok, xin chào mọi người trong phần sau của video sau. Bye bye.